Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thập Trụ thứ 15. Lúc bấy giờ Pháp Huệ Bồ Tát thừa oai lực của Phật, nhập Bồ Tát Vô Lượng Phương Tiện Tam Muội. Do sức Tam Muội, ngoài ngàn Phật sát di trần số thế giới ở mười phương, có ngàn Phật sát di trần số Phật đều đồng hiệu là Pháp Huệ, và đồng hiện đến bảo Pháp Huệ Bồ Tát rằng: lành thay, thiện nam tử, ông hay nhập Bồ Tát Vô Lượng Phương Tiện Tam Muội này. Thiện nam tử, trong mười phương, ở mỗi phương đều có ngàn Phật sát di trần số chư Phật, đều dùng thần lực đồng gia hộ ông. Lại nguyện lực và thần lực của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai đây, cùng năng lực thiện căn của ông đã tu nhập tam muội này, khiến ông thuyết pháp vì để tăng trưởng Phật trí, vì thâm nhập pháp giới, vì khéo rõ chúng sanh giới, vì sở nhập vô ngại, vì sở hành vô chướng, vì được vô đẳng phương tiện, vì nhập nhất thiết trí tánh, vì giác tất cả pháp, vì biết tất cả căn, vì hay thọ trì diễn thuyết tất cả pháp, chính là phát khởi mười bậc trụ của Bồ Tát. Thiện nam tử, ông nên thừa thần lực của Phật mà diễn thuyết pháp thập trụ ấy. Lúc đó chư Phật liền ban cho Pháp Huệ Bồ Tát trí vô ngại, trí vô trước, trí vô đoạn, trí vô si, trí vô dị, trí vô thất, trí vô lượng, trí vô thắng, trí vô giải đãi, trí vô đoạt. Tại sao vậy? Vì năng lực của tam muội này pháp nhĩ như vậy. Chư Phật đều đưa tay hữu xoa đảnh của Pháp Huệ Bồ Tát. Pháp Huệ Bồ Tát liền xuất định nói với chư Bồ Tát rằng: chư Phật tử, trụ xứ của Bồ Tát rộng lớn đồng với hư không giới. Phật tử, Bồ Tát trụ nơi nhà tam thế chư Phật. Nay tôi sẽ nói về chỗ trụ của Bồ Tát ấy. Chư Phật tử, chỗ trụ của Bồ Tát có mười bậc mà tam thế chư Phật đã nói, sẽ nói và hiện đương nói. Đây là mười bậc trụ: sơ phát tâm trụ, trị địa trụ, tu hành trụ, sanh quý trụ, cụ túc phương tiện trụ, chánh tâm trụ, bất thối trụ, đồng chơn trụ, pháp dương tử trụ, quán đảnh trụ. Chư Phật tử, thế nào là Bồ Tát phát tâm trụ? Vì Bồ Tát này thấy Phật hình dung đoan nghiêm xinh đẹp, có oai lực lớn, hoặc thấy thần túc, hoặc nghe thọ ký, hoặc nghe giảng dạy, hoặc thấy chúng sanh chịu những sự quá khổ, hoặc nghe Phật pháp rộng lớn của Như Lai mà phát Bồ Đề tâm, cầu nhất thiết trí. Vì Bồ Tát này duyên mười pháp khó được mà phát tâm, đây là mười pháp khó được: trí biết rõ thị xứ phi xứ, trí biết rõ thiện ác nghiệp báo, trí biết rõ căn tánh thắng liệt, trí biết rõ các loại tri giải sai biệt, trí biết rõ các cảnh giới sai biệt, trí biết rõ tất cả chí xứ đạo, trí biết rõ các thiền giải thoát tam muội, trí túc mạng vô ngại, trí thiên nhãn vô ngại, trí tam thế lậu tận. Chư Phật tử, vị Bồ Tát này nên chuyên học mười pháp. Đây là mười pháp: siêng cúng dường Phật, thích ở sanh tử, chủ trương diệu dắt thế gian khiến trừ ác nghiệp, thường đem pháp thắng diệu dạy bảo ca ngợi pháp vô thượng, học công đức của Phật, sanh ở trước Phật luôn được nhiếp thọ, phương tiện diễn nói tam muội tịch tịnh, ngợi khen xa lìa sanh tử luân hồi, làm chỗ quy y cho chúng sanh đang bị khổ. Vì sao phải khuyên học mười pháp này? Vì muốn vị Bồ Tát này ở trong Phật pháp tâm thêm rộng lớn, có nghe được pháp liền tự hiểu, chẳng do người khác dạy. Chư Phật tử, thế nào là bậc Bồ Tát trị địa trụ? Vị Bồ Tát này đối với chúng sanh pháp mười thứ tâm: tâm lợi ích, tâm đại bi, tâm an lạc, tâm an trụ, tâm lân mẫn, tâm nhiếp thọ, tâm thủ hộ, tâm đồng với mình, tâm làm thầy, tâm làm đạo sư. Chư Phật tử, nên khuyên vị Bồ Tát này học mười thứ pháp: tụng tập học rộng, rảnh rang tịch tịnh, gần thiện trí thức, nói lời hòa vui, nói tất biết thời, lòng không khiếp sợ, rõ thấu các nghĩa,
tu hành đúng pháp, xa lìa ngu mê, an trụ bất động. Do học 10 pháp trên đây, vị Bồ Tát này đối với chúng sanh thêm lớn đại bi, có được nghe pháp liền tự hiểu, chẳng cho người khác dạy. Chư Phật tử, thế nào là Bồ Tát tu hành trụ? Vị Bồ Tát này dùng 10 hạnh để quán sát tất cả pháp. Quán tất cả pháp vô thường, tất cả pháp khổ, tất cả pháp không, tất cả pháp vô ngã, tất cả pháp vô tác, tất cả pháp vô dị, tất cả pháp bất như danh, tất cả pháp vô xứ sở, tất cả pháp rời phân biệt, tất cả pháp không kiên thiệt. Chư Phật tử, vị Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp, quán sát chúng sanh giới, pháp giới, thế giới, quán sát địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, quán sát dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vì muốn vị Bồ Tát này được trí huệ sáng tỏ, có được nghe pháp liền tự hiểu, chẳng cho người khác dạy. Chư Phật tử, thế nào là Bồ Tát sanh quý trụ? Vị Bồ Tát này từ thánh giáo sanh, thành tựu 10 pháp, trọn chẳng thối chuyển nơi Phật đạo, sanh lòng tin sâu thanh tịnh, khéo quán sát pháp, rõ biết chúng sanh, quốc độ, thế giới, nghiệp hạnh, quả báo, sanh tử, niết bàn. Chư Phật tử, vị Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp, rõ biết tất cả Phật pháp thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại, tu tập tất cả Phật pháp thời quá khứ, vị lai, hiện tại, viên mãn tất cả Phật pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, biết rõ tất cả Phật bình đẳng. Đây là vì muốn cho vị Bồ Tát này được tăng tiến nơi trong tam thế tâm được bình đẳng, có được nghe pháp liền tự hiểu, chẳng cho người khác dạy. Chư Phật tử, thế nào là Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ? Vị Bồ Tát này trọn đủ 10 pháp, căn lành tu tập điều gì cứu hộ tất cả chúng sanh, lợi ích tất cả chúng sanh, an lạc tất cả chúng sanh, ai mẫn tất cả chúng sanh, độ thoát tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh lìa những tai nạn, khiến tất cả chúng sanh thoát khổ sanh tử, khiến tất cả chúng sanh phát sanh tịnh tín, khiến tất cả chúng sanh đều được điều phục, khiến tất cả chúng sanh đều chứng niết bàn. Chư Phật tử, vị Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp, biết chúng sanh vô biên, vô lượng, vô số, biết chúng sanh bất tư nghị, vô lượng sắc, bất khả lượng, biết chúng sanh không, vô sở tác, vô sở hữu, vô tự tánh. Vì muốn vị Bồ Tát này tâm lại càng tăng thắng hơn, không bị nhiễm trước, có được nghe pháp liền tự hiểu, chẳng do người khác dạy. Chư Phật tử, thế nào là Bồ Tát chánh tâm trụ? Vị Bồ Tát này nghe 10 pháp tâm định chẳng động, nghe khen Phật hay chê Phật, đối với Phật pháp tâm định chẳng động, nghe khen pháp hay chê pháp, đối với Phật pháp tâm định chẳng động, nghe khen Bồ Tát hay chê Bồ Tát, đối với Phật pháp tâm định chẳng động, nghe khen hay chê công hạnh của Bồ Tát, đối với Phật pháp tâm định chẳng động, nghe nói chúng sanh hữu lượng hay vô lượng, đối với Phật pháp tâm định chẳng động, nghe nói chúng sanh hữu cấu hay vô cấu, đối với Phật pháp tâm định chẳng động, nghe nói chúng sanh dễ độ hay khó độ, đối với Phật pháp tâm định chẳng động, nghe nói pháp giới hữu lượng hay vô lượng, đối với Phật pháp tâm định chẳng động, nghe nói pháp giới có thành có hoại, đối với Phật pháp tâm định chẳng động, nghe nói Phật pháp hoặc có hoặc không, đối với Phật pháp tâm định chẳng động. Chư Phật tử, vị Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp. Tất cả pháp vô tướng, tất cả pháp vô thể, tất cả pháp chẳng thể tu, tất cả pháp vô sở hữu, tất cả pháp không chân thiệt, tất cả pháp không, tất cả pháp vô tánh, tất cả pháp như huyễn, tất cả pháp như mộng, tất cả pháp vô phân biệt. Vì muốn vị Bồ Tát này tâm lại càng thêm tăng tiến được, chẳng thối chuyển, vô sanh pháp nhẫn, có được nghe pháp liền tự hiểu, chẳng do người khác dạy. Chư Phật tử, thế nào là Bồ Tát bất thối trụ? Vị Bồ Tát này nghe 10 pháp kiên cố bất thối, nghe có Phật hay không có Phật, nghe có pháp hay không có pháp, nghe có Bồ Tát hay không Bồ Tát, nghe có Bồ Tát hành hay không Bồ Tát hành, nghe có Bồ Tát tu hành được xuất ly hay chẳng xuất ly, nghe quá khứ có Phật hay không Phật, nghe vị lai có Phật hay không Phật, nghe hiện tại có Phật hay không Phật, nghe Phật trí hữu tận hay vô tận, nghe tam thế là một tướng hay chẳng phải một tướng.
đối với trong Phật pháp tâm đều chẳng thối chuyển cả. Chư Phật tử, vị Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp quảng đại. Nói một chính là nhiều, nói nhiều chính là một. Văn tùy nơi nghĩa, nghĩa tùy nơi văn. Chẳng có chính là có chính là chẳng phải có. Vô tướng chính là tướng, tướng chính là vô tướng. Vô tánh chính là tánh, tánh chính là vô tánh. Vì muốn khiến vị Bồ Tát này tăng tiến, nơi tất cả pháp khéo hay xuất ly, có được nghe pháp liền tự hiểu, chẳng cho người khác dạy. Chư Phật tử, thế nào là Bồ Tát đồng chân trụ? Vì Bồ Tát này trụ 10 hạnh nghiệp: thân hạnh không lỗi, ngữ hạnh không lỗi, ý hạnh không lỗi, tùy ý thọ sanh, biết chúng sanh các thứ dục, biết chúng sanh các thứ tri giải, biết chúng sanh các thứ cảnh giới, biết chúng sanh các thứ nghiệp, biết thế giới thành hoại, thần túc tự tại vô ngại. Chư Phật tử, vị Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp: biết tất cả Phật sát, động tất cả Phật sát, trì tất cả Phật sát, quán tất cả Phật sát, đến tất cả Phật sát, du hành vô số thế giới, lãnh thọ vô số Phật pháp, hiện thân biến hóa tự tại, nói ra tiếng quảng đại biến mãn, trong một sát na thừa sự cúng dường vô số Phật. Vì muốn vị Bồ Tát này tăng tiến hay được thiện xảo đối với tất cả pháp, có được nghe pháp liền tự hiểu, chẳng do người khác dạy. Chư Phật tử, thế nào là Bồ Tát Pháp Dương Tử trụ? Vị Bồ Tát này khéo biết 10 pháp, khéo biết chúng sanh thọ sanh, khéo biết phiền não hiện khởi, khéo biết tập khí tương tục, khéo biết chỗ làm phương tiện, khéo biết vô lượng pháp, khéo biết các oai nghi, khéo biết thế giới sai biệt, khéo biết những việc của thời gian trước, thời gian sau, khéo biết diễn thuyết thế đế, khéo biết diễn thuyết đệ nhất nghĩa. Chư Phật tử, vị Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp: pháp dương xứ thiện xảo, pháp dương xứ quỷ độ, pháp dương xứ cung điện, pháp dương xứ thu nhập, pháp dương xứ quán sát, pháp dương quán đảnh, pháp dương lực trì, pháp dương vô úy, pháp dương minh tẩm, pháp dương tán thán. Vì muốn khiến vị Bồ Tát này tăng tiến, tâm không chướng ngại, có được nghe pháp liền tự hiểu, chẳng cho người khác dạy. Chư Phật tử, thế nào là Bồ Tát quán đảnh trụ? Vị Bồ Tát này được thành tựu 10 thứ trí: chấn động vô số thế giới, chiếu diệu vô số thế giới, trụ trì vô số thế giới, qua đến vô số thế giới, nghiêm tịnh vô số thế giới, khai thị vô số chúng sanh, quán sát vô số chúng sanh, biết căn tánh của vô số chúng sanh, khiến vô số chúng sanh thu nhập, khiến vô số chúng sanh điều phục. Vị Bồ Tát này thân và thân nghiệp, thần thông biến hiện, quá khứ trí, vị lai trí, hiện tại trí, thành tựu Phật độ tâm cảnh giới, trí cảnh giới, tất cả đều chẳng thể biết được, nhẫn đến Pháp Dương Tử Bồ Tát cũng chẳng biết được. Vị Bồ Tát này khuyên học 10 thứ trí của Như Lai: tam thế trí, Phật pháp trí, pháp giới vô ngại trí, pháp giới vô biên trí, sung mãn nhất thiết thế giới trí, phổ chiếu nhất thiết thế giới trí, trụ trì nhất thiết thế giới trí, tri nhất thiết chúng sanh trí, tri nhất thiết pháp trí, tri vô biên chư Phật trí. Vì muốn khiến vị Bồ Tát này tăng trưởng nhất thiết chủng trí, có được nghe pháp liền tự hiểu, chẳng do người khác dạy. Lúc bấy giờ do thần lực của Đức Phật trong 10 phương, mỗi phương đều một dạng Phật sát di trần số thế giới, 6 thứ chấn động: mưa thiên hoa, tràng hoa, thiên mạc hương, thiên tạp hương, thiên bửu y, thiên bửu dân, thiên trang nghiêm cụ. Những kỹ nhạc trời tự nhiên hòa tấu, phóng thiên quang minh và âm thanh di diệu. Như ở thế giới này, thập phương thế giới, nơi điện thiên đế thích nói pháp thập trụ và hiện thần biến cũng như vậy cả. Là do thần lực của Phật, mười phương đều có một dạng Phật sát di trần số Bồ Tát đến nơi đây và đồng nói rằng: lành thay, này Phật tử, ngài khéo nói pháp này. Chúng tôi đồng tên Pháp Huệ, quốc độ đồng hiệu Pháp Dân, Như Lai ở các cõi đó đều hiệu Diệu Pháp. Nơi Pháp hội của Thế Tôn chúng tôi cũng giảng thuyết thập trụ. Câu văn nghĩa lý và chúng hội quyến thuộc cũng đồng như nơi đây, không có tăng giảm. Chúng tôi thừa thần lực của Đức Phật mà đến nơi Pháp hội này để chứng minh. Lúc đó Pháp Huệ Bồ Tát thừa oai lực của Phật,
quán sát mười phương khắp cùng pháp giới, rồi nói kệ rằng: Thấy thân di diệu đấng thắng trí, tướng hảo đoan nghiêm đều đầy đủ, tôn trọng như vậy rất khó gặp, Bồ Tát dũng mãnh sơ phát tâm. Thấy đại thần thông không ai bằng, nghe lời thọ ký và dạy bảo, các loài chúng sanh khổ vô lượng, do đây Bồ Tát sơ phát tâm. Nghe chư Như Lai đấng phổ thắng, tất cả công đức đều thành tựu, dĩ như hư không chẳng phân biệt, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Tam thế nhân quả gọi là xứ, tự tánh chúng ta là phi xứ. Muốn điều rõ biết nghĩa chân thật, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Thời quá khứ vị lai hiện tại, chỗ có tất cả nghiệp thiện ác, muốn điều rõ biết tận cùng cả, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Chư thiền giải thoát và tam muội, tạp nhiễm thanh tịnh vô lượng thứ, muốn điều rõ biết nhập trụ xuất, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Tùy các chúng sanh căn lợi độn, như vậy các thứ tinh tấn lực, muốn điều rõ thấu phân biệt biết, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Tất cả chúng sanh hiểu nhiều thứ, lòng họ sở thích đều sai khác, vô lượng như vậy muốn đều biết, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Chúng sanh các cõi đều sai khác, tất cả thế gian vô hạn lượng, muốn đều biết rõ thể tánh kia, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Tất cả hữu vi các hạnh đạo, mỗi mỗi đều có chỗ nơi đến, đều muốn rõ biết thể tánh đó, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Tất cả thế giới các chúng sanh, tùy nghiệp trôi lăn không tạm dứt, muốn được thiên nhãn đều thấy rõ, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Trong đời quá khứ đã từng có thể tánh như vậy, tướng như vậy, muốn đều rõ biết túc trụ kia, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Tất cả chúng sanh những phiền não tương tục hiện khởi và tập khí, muốn đều rõ biết rốt ráo hết, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Tùy những chúng sanh chỗ an lập, các môn đàm luận đường ngữ ngôn, như thế đế đó đều muốn biết, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Tất cả các pháp lìa ngôn thuyết, tánh không tịch diệt vốn vô tác, muốn đều rõ thấu chân nghĩa này, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Muốn đều chấn động mười phương cõi, nghiêng úp tất cả những đại hải, đầy đủ chư Phật đại thần thông, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Muốn một chân long phóng quang minh, chiếu khắp mười phương vô lượng cõi, trong mỗi quang minh giác tất cả, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Muốn đem nan tư vô lượng cõi, để trong bàn tay mà chẳng động, rõ biết tất cả như quyển hóa, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Muốn dùng một lông chấm nước biển, tất cả đại hải đều làm cạn, mà đều phân biệt biết số kia, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Bất khả tư nghị các quốc độ, đều nghiền làm bụi không còn sót, muốn đều phân biệt biết số bụi, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Quá khứ vị lai vô lượng kiếp, tất cả thế gian tướng thành hoại, đều muốn thấu rõ cùng biên tế, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Tam thế tất cả chư Như Lai, tất cả độc giác và thanh văn, muốn biết hết cả những pháp đó, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Vô lượng vô biên các thế giới, muốn dùng một lông đều cân nổi, như thể tướng kia đều biết rõ, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Vô lượng vô số luân di sơn, muốn khiến điều vào trong chân lông, lớn nhỏ của kia đều biết rõ, Bồ Tát do đây sơ phát tâm.
muốn dùng một diệu âm tịch tịnh khắp ứng mười phương tùy loại diễn. Như vậy đều khiến sáng sạch rõ, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Ngôn ngữ của tất cả chúng sanh, một lời diễn nói đều hết cả, đều muốn rõ biết tự tánh kia, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Ngôn âm thế gian đều nói cả, khiến họ đều hiểu chứng tịch diệt. Muốn được như vậy diệu thiệt căn, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Muốn khiến mười phương những thế giới có tướng thành hoại đều được thấy, mà đều biết từ phân biệt sanh, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Tất cả mười phương những thế giới vô lượng Như Lai đều sung mãn, đều muốn rõ biết Phật pháp kia, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Các loại biến hóa vô lượng thân, tất cả thế giới di trần thảy, đều muốn rõ thấu từ tâm khởi, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Quá khứ, vị lai và hiện tại, vô lượng vô số chư Như Lai, muốn nơi một niệm đều rõ biết, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Muốn diễn thuyết đủ một câu pháp, A Tăng kỳ kiếp không cùng tận, mà khiến văn nghĩa đều chẳng đồng, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Mười phương tất cả các chúng sanh, tùy tướng họ lưu chuyển sanh diệt, muốn nơi một niệm đều rõ thấu, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Muốn dùng thân ngữ và ý nghiệp đến khắp mười phương không chướng ngại, rõ biết tam thế đều không tịch, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Bồ Tát phát tâm như vậy rồi, khiến nên qua đến mười phương cõi, cung kính cúng dường chư Như Lai, do đây khiến được không thối chuyển, Bồ Tát dũng mãnh cầu Phật đạo, ở nơi sanh tử chẳng mỏi nhàm, vì kia ca ngợi khiến thuận lành, như vậy khiến kia không thối chuyển, mười phương thế giới vô lượng cõi đều ở trong đó làm tôn chủ, vì chư Bồ Tát nói như vậy, do đây khiến kia không thối chuyển. Tối thắng, tối thượng, tối đệ nhất, pháp thậm thâm di diệu thanh tịnh, khuyên chư Bồ Tát nói cùng người, dạy như vậy khiến lìa phiền não, tất cả thế gian không bằng được, nơi chẳng thể khuynh động dẹp phục, vì Bồ Tát kia thường ca ngợi, dạy như vậy khiến chẳng thối chuyển. Phật là thế gian đại lực chủ, đầy đủ tất cả những công đức, khiến các Bồ Tát trụ trong đó, dùng đây dạy làm thắng trượng phu, nơi vô lượng vô biên chư Phật đều được qua đến để gần gũi, thường được chư Phật luôn nhiếp thọ, dạy như vậy khiến chẳng thối chuyển. Bao nhiêu những tam muội tịch tịnh, thảy đều diễn đạt không còn thừa, vì Bồ Tát kia nói như vậy, do đây khiến kia chẳng thối chuyển, dẹp trừ dòng sanh tử các cõi, mà chuyển diệu pháp thanh tịnh luân. Tất cả thế gian không chỗ chấp, vì các Bồ Tát nói như vậy, tất cả chúng sanh đọa ác đạo, vô lượng khổ nặng làm bất ngạc, làm chỗ quy y cứu hộ họ, vì các Bồ Tát nói như vậy, đây là Bồ Tát phát tâm trụ, nhất hướng chí cầu vô thượng đạo. Như tôi đã nói pháp dạy bảo, tất cả chư Phật cũng như vậy. Thứ hai, Bồ Tát trị địa trụ, phải nên phát khởi tâm như vậy. Mười phương tất cả những chúng sanh, nguyện đều thuận theo lời Phật dạy. Tâm đại bi, lợi ích an lạc, tâm an trụ xót thương nhiếp thọ, tâm thủ hộ chúng sanh đồng mình, tâm làm thầy và tâm đạo sư, đã trụ tâm tháng diệu như vậy, kế khiến tụng tập cầu học rộng, thường thích tịch tịnh chánh tư duy, gần gũi tất cả thiện tri thức, nói lời hòa vui lìa thô cứng, nói tất biết thời không e sợ, rõ thấu nghĩa lý làm đúng pháp, xa lìa ngu mê tâm bất động. Đây là sơ học Bồ Đề hạnh.
làm được hạnh này chơn Phật tử. Nay tôi nói chỗ kia nên làm, như vậy Phật tử phải siêng học. Thứ ba, Bồ Tát tu hành trụ, thường y Phật giáo siêng quán sát, các pháp vô thường khổ và không, cũng không ngã nhân không động tác, tất cả các pháp chẳng đáng ưa, không đúng danh tự không xứ sở, không chỗ phân biệt không chân thiệt, người quán như vậy gọi Bồ Tát. Kế khiến quán sát chúng sanh giới, và cũng quán sát nơi pháp giới, thế giới sai biệt trọn không thừa, nơi kia đều nên khuyên quán sát. Thập phương thế giới và hư không, bao nhiêu địa thủy cùng quả phong, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đều khuyên quán sát đến cùng tận. Quán sát cõi kia đều sai khác, và thể tánh nó đều rốt ráo. Dạy siêng tu hành được như vậy, đây thời gọi là chơn Phật tử. Thứ tư, Bồ Tát sanh quý trụ, từ các thánh giáo mà xuất sanh, rõ thấu các cõi không chỗ có, vượt qua pháp kia sanh pháp giới, tin Phật kiên cố chẳng thể hoài. Quán pháp tịch diệt tâm an trụ, tùy những chúng sanh đều rõ biết, thể tánh hư vọng không chân thiệt, thế gian sát độ nghiệp và báo, sanh tử niết bàn đều như vậy. Phật tử nơi pháp quán như vậy, từ Phật thân sanh gọi Phật tử, quá khứ vị lai và hiện tại. Trong đó bao nhiêu những Phật pháp rõ biết chứa họp và viên mãn, tu học như vậy khiến rốt ráo, tam thế tất cả chư Như Lai, hay tùy quán sát đều bình đẳng, các thứ sai biệt bất khả đắc. Người quán như vậy đạt tam thế, như tôi tán dương ca ngợi đó, là những công đức để tứ trụ. Nếu hay y pháp siêng tu hành, mau thành Phật Bồ Đề vô thượng. Đây đến Bồ Tát trụ thứ năm, hiệu là Cụ Túc Phương Tiện trụ. Vào sâu vô lượng phương tiện khéo, phát sanh nghiệp công đức rốt ráo. Bồ Tát chỗ tu các phước đức đều vì cứu hộ các quần sanh, chuyên tâm làm lợi ích an lạc, một mặt xót thương khiến độ thoát, vì tất cả đời trừ các nạn, dẫn thoát sanh tử khiến vui mừng. Mỗi mỗi điều phục không để sót, đều khiến đủ đức hướng niết bàn. Tất cả chúng sanh vô lượng biên, vô lượng vô số bất tư nghị, nhẫn đến bất khả xưng lượng thải, nghe lãnh Như Lai pháp như vậy. Đây là Phật tử đệ ngũ trụ, thành tựu phương tiện độ chúng sanh, đấng đại trí viên mãn công đức, đem pháp như vậy để khai thị. Thứ sáu, chánh tâm viên mãn trụ, nơi pháp tự tánh không mê hoặc, chánh niệm tư duy rồi phân biệt, tất cả trời người chẳng động được. Nghe khen chê Phật cùng Phật pháp, Bồ Tát và cùng Bồ Tát hành. Chúng sanh hữu lượng hoặc vô lượng, hữu cấu vô cấu độ khó dễ, pháp giới lớn nhỏ và thành hoại, hoặc có hoặc không lòng chẳng động. Quá khứ, vị lai và hiện tại, nhớ kỹ tư duy hằng quyết định, tất cả các pháp đều vô tướng, vô thể vô tánh không vô thiệt, như ảo như mộng rời phân biệt, thường thích được nghe nghĩa như vậy. Thứ bảy, bất thối chuyển Bồ Tát, nơi Phật, Phật pháp, Bồ Tát hành, hoặc có hoặc không xuất chẳng xuất, dầu nghe thuyết ấy không thối chuyển, quá khứ vị lai và hiện tại, tất cả chư Phật có cùng không. Phật trí hữu tận hoặc vô tận, tam thế một tướng các thứ tướng, một tức là nhiều, nhiều là một, văn tùy nơi nghĩa, nghĩa tùy văn. Như vậy tất cả xoay dần thành, bực bất thối nên gì chúng nói. Hoặc pháp có tướng và vô tướng, hoặc pháp có tánh và vô tánh, các thứ sai biệt thuộc lẫn nhau, người này nghe rồi được rốt ráo. Thứ tám, Bồ Tát đồng chân trụ, thân ngữ ý hạnh đều đầy đủ, tất cả thanh tịnh không có lỗi,
tùy ý thọ sanh được tự tại, biết những chúng sanh lòng sở thích, các thứ ý giải đều sai khác. Và kia chỗ có tất cả pháp, thập phương quốc độ tướng thành hoài, đến được diệu thần thông mau chóng. Trong tất cả chỗ tùy niệm qua, nơi chư Phật được nghe diệu pháp, khen ngợi tu hành không lười mỏi, rõ biết tất cả các Phật độ, chấn động gia trì và quán sát, vượt qua Phật độ vô lượng số, du hành thế giới vô biên số, vô số diệu pháp đều hỏi han. Chỗ muốn thọ thân đều tự tại, ngôn âm thiện xảo đều sung mãn, chư Phật vô số đều thờ kính. Thứ chín, Bồ Tát Dương Tử Trụ hay thấy chúng sanh thọ sanh khác, phiền não hiện tập đều biết cả, chỗ làm phương tiện đều khéo rõ, các pháp đều khác oai nghi khác, thế giới chẳng đồng thuở trước sau, như kia thế tục đệ nhất nghĩa đều khéo biết rõ không có thừa, chỗ pháp dương thiện xảo an lập, tùy nơi chỗ kia có diệu pháp, pháp dương cung điện hoặc thu nhập, và nơi trong đó quán sát thấy pháp dương chỗ có pháp quán đảnh, thần lực gia trì không khiếp sợ, yên nghỉ cung thất và ngợi khen. Đem đây dạy bảo pháp dương tử, như vậy gì nói đều hết cả, mà khiến tâm kia không chấp trước. Nơi đây rõ biết tu chánh niệm, tất cả chư Phật hiện ra trước. Thứ mười, quán đảnh chơn Phật tử thành mãn pháp tối thượng đệ nhất, thập phương vô số các thế giới đều hay chấn động quang chiếu khắp, trụ trì qua đến cũng không thừa, thanh tịnh trang nghiêm đều đầy đủ, khai thị chúng sanh vô hạn số, quán sát căn tánh đều biết cả, phát tâm điều phục cũng vô biên, đều khiến thu hướng đại bồ đề, tất cả pháp giới đều quán sát, thập phương quốc độ đều khiến đến. Nơi đó thân và thân hành động, thần thông biến hiện khó lường được, tam thế Phật độ các cảnh giới, nhẫn đến dương tử không rõ được, pháp giới vô ngại vô biên trí, sung mãn nhất thiết thế giới trí, chiếu diệu thế giới trụ trì trí, rõ biết chúng sanh chư pháp trí, và biết chánh giác vô biên trí. Như Lai gì nói đều đủ cả, thập trụ Bồ Tát như vậy thảy đều từ Như Lai pháp hóa sanh, tùy kia chỗ có công đức hành, tất cả trời người chẳng lường được, quá khứ vị lai và hiện tại. Phát tâm cầu Phật số vô biên, thập phương quốc độ đều sung mãn, đều sẽ được thành nhất thiết trí, tất cả quốc độ không ngần mé, thế giới chúng sanh pháp cũng vậy, hoặc nghiệp sở thích đều khác biệt, nương đó mà phát bồ đề tâm. Ban đầu một niệm cầu Phật đạo, chúng sanh thế gian và nhị thừa, hết sức suy gẫm còn chẳng biết, huống là bao nhiêu công đức khác, thập phương tất cả các thế giới, dùng một lông đều cân nhắc được. Người đó biết được Phật tử này, công hạnh hướng đến Phật đại trí. Thập phương chỗ có những biển lớn, đều dùng sợi lông chấm khiến cạn. Người đó biết được Phật tử này, công đức tu hành trong một niệm, tất cả thế giới nghiền làm bụi, đều phân biệt được biết rõ số. Người như vậy mới có thể thấy đạo tu hành của Bồ Tát này. Thập phương chư Phật trong tam thế, tất cả độc giác và thinh văn đều dùng tất cả diệu biện tài khai thị sơ phát bồ đề tâm. Phát tâm công đức chẳng lường được, sung mãn tất cả cõi chúng sanh, chúng trí cùng nói không hết được, huống là bao nhiêu diệu hạnh khác.